Vâng, xin mời mình chào quý anh em ạ. Trên màn hình anh em đang xem đây là một chiếc Zippo thuộc cái dòng phổ thông. Và cây này thì rất là bền anh em nhé. Một số khách của mình mua cũng từ rất là lâu rồi. Cây này thì mình chưa bao giờ phải bảo hành về một lối nào cả. Nên là anh em yên tâm về chất lượng của sản phẩm anh em nhé. Còn hộp nó thì cũng giống như những chiếc hộp khác thôi. Đấy, sản phẩm này chất liệu nó là bằng đồng và nó được khắc CNC anh em nhé. Thì chút nữa mình nói qua một chút về CNC là công nghệ nó khắc như thế nào. Thì cái hộp nó đây, mình sẽ không giới thiệu nhiều về hộp nữa. Để cho anh em tiện theo dõi thì mã số sản phẩm ở trên đây rồi anh em nhé. CNC05, hay người ta gọi là CNC05 đấy. Thì cái cây này chất liệu của nó là bằng đồng, xong rồi đánh nhám mặt trước này. Đây, mặt trước nó nhám nhám này. Và đánh nhám luôn cả mặt sau anh em nhé. Còn các cái cạnh bên này thì là có màu vàng được đánh bóng. Đây, nó như thế. Thì sản phẩm này á, nó được khắc chìm bằng mũi khoan anh em nhé. Đấy, người ta gọi là công nghệ CNC. Còn nếu khắc bằng acid, bằng công nghệ ăn mòn acid ấy, thì nó sẽ gọi là khắc ăn mòn anh em nhé. Đấy, nó như thế. Thì cái khắc bằng mũi khoan đây thì nó sẽ có một cái hay của nó là nó cảm giác như nó nổi lên này, 3D anh em nhé. Đấy, nó kiểu như vậy. Thì cái công nghệ khắc này nó cũng sâu, cũng tương đối anh em nhé. Cái này thì nó sẽ sâu hơn so với khắc laser anh em nhé. Thì nó như thế. Ở trên đây thì có câu thơ: mở rộng tâm ra lòng thanh thản. Bên dưới là có câu an vui tự tại giả thong dong. Và chữ chính giữa là chữ tâm anh em nhé. Thì cái sản phẩm này shop mình sẽ ship COD, tức là anh em được kiểm tra hàng trước và đúng hàng như trong clip, rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Còn nói về cái chủ đề này á, thì cái chủ đề này được khắc tại Việt Nam anh em nhé. Là bên shop mình đặt công ty Zippo tại Việt Nam, họ khắc cho mình. Đây. Xong rồi mình nhập về mình phân phối cho anh em nhé. Còn cái phôi của cái sản phẩm này này là của Zippo chính hãng anh em nhé. Nên là anh em yên tâm. Shop mình có bảo hành nên là rất chỉ là yên tâm anh em nhé. Phần thân và phần nắp thì kín. Cái này thì những cái chủ đề như thế này thì mình bán rất là nhiều rồi. Đấy. Và rất là bền. Rất hiếm khi phải bảo hành anh em nhé. Thì nhờ mình nhớ là cũng chỉ có một vài cây thôi là bị gãy lưới gà thôi, còn đâu là rất chi là bình. Về cái phần này thì bản lề nó có 5 chấu, 2 mũi hàn đây, tròn đều và kín. Đây, mặt sau của nó thì đẹp anh em nhé. Mặt sau màu ống và có tem, thì mình cũng sẽ bóc tem ra cho anh em. Đây, nó như thế. Tem thì anh em tới nơi anh em cũng được bóc ra anh em nhé. Đấy, anh em cũng được test kiểm tra bên trong. Bên trên thì nó như thế này. Cái này cạnh này thì bóng anh em nhé. Đôi khi anh em dùng mồ tay có mồ hôi dầu thì nó sẽ lem lem màu vàng anh em nhé. Thì anh em dùng cái cana anh em lau nhẹ đi là nó sẽ hết. Hoặc metan polish. Cái mộc đáy sản phẩm thì cái này được sản xuất năm 22 anh em nhé. Với những nét chữ là rất là rõ ràng. Đấy. Cái cây này thì mình mới lấy ra tối qua để mình kiểm tra trước để mình quay hôm nay quay cho anh em đấy. Nên là tay mình lúc đấy cũng bám một chút mồ hôi thì nó hơi vàng vàng lên một chút thôi anh em nhé. Còn khi mà mình gửi hàng đi cho anh em là gửi những cái sản phẩm mà nó mới còn ở trong túi ni lông luôn anh em nhé. Nên là anh em yên tâm. Đấy, mình sẽ test âm cho anh em xem. Đây, âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Âm thanh thì mình thấy khá là ok. Còn bánh xe thì tất nhiên là bén rồi. Đấy, với những cái sản phẩm mà bên shop Zipman bán ra thì anh em yên tâm về cái chất lượng anh em nhé. Cái bản lề này rất là cứng cáp. Đấy, rất là cứng cáp luôn. Mình kinh nghiệm bán hàng Zippo lâu năm cho thấy thì mấy cái dòng CNC này trên thị trường nó bán nhá thì hầu như là chưa có hàng giả đâu anh em nhé, chưa có hàng giả hàng fake đâu, nên là anh em yên tâm mua bất kỳ nơi đâu cũng được anh em nhé. Tại vì mấy con hàng fake ấy, thì nó thường nó khắc thì nó cũng chỉ khắc laser thôi chứ nó không có khắc CNC anh em nhé. Về cái cây này thì vỏ với ruột được sản xuất trùng năm 22, còn chữ cái A B C D F thì thường là lịch nhau mấy tháng rồi. Ruột nó là bằng thép chuyên dụng không dí, rồi mạ xi màu vàng lên. Cái này thì có cổ đã cao và bánh xe cắt xéo sâu. Đấy, chính vì vậy là nó rất tinh xảo. Đấy, và đánh bánh xe thì nó rất là bén. Khi mà mình quẹt ấy, quẹt chỉ cần nhẹ 1.4 vòng thôi là cái tia lửa bắn ra cũng đã rất là nhiều rồi. Đấy,
cái búa thì rất là mịn mà. Trên cái ruột đây là có rất là nhiều cái đặc điểm mà để phân biệt thật giá, nên là anh em yên tâm nhé. Shop mình quay rồi, rất là chi tiết rồi. Đấy. Nếu như anh em nào biết chơi Zippo là nhìn phát là biết ngay rồi. Ok, thì cái sản phẩm nó như thế này. Anh em muốn lấy cái này thì cứ đọc đúng mã số cho mình nhé, mình sẽ ship cho anh em. Đến nơi thì anh em thanh toán tiền sau thôi. Tuy nhiên là khi mà đến nơi đúng hàng rồi thì anh em chắc chắn nhận hàng cho shop mình nhé. Đấy, chứ không là một số anh em là cứ đặt đến xong rồi hàng đến nơi là cứ thuê bao thôi. Đấy, cái này thì hiện tại shop vẫn bán giá với cách đây cũng tầm khoảng vài năm trước anh em nhé. Trên thị trường họ bán cái mẫu này là 850.000 từ rất là lâu rồi. Đấy, tuy nhiên shop Zipman mình vẫn phân phối cho anh em chơi này giá chỉ là 750.000 nhé. 750.000 bảo hành trọn đời. Ok, anh em muốn lấy cái này thì nhanh tay alo shop nhé. Vâng. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.